Điều gì tạo nên một người được chọn? Phải chăng đó là một món quà trời ban, một phẩm chất được tôi luyện hay một phép màu từ vũ trụ? Cuộc sống của họ có gì đặc biệt? Điều gì khiến họ tỏa sáng giữa đám đông? Và làm thế nào để nhận ra họ? Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá chính sự thật thú vị về những người được chọn, hé lộ bức màn bí ẩn về họ. Biết đâu, bạn sẽ tìm thấy chính mình trong những sự thật ấy. Hãy cùng bắt đầu hành trình khám phá đầy thú vị này. Một dòng máu thức tỉnh. Ẩn sâu trong huyết quản của người được chọn là một dòng dõi đã ngủ yên từ lâu. Trong huyết thống ấy, mỗi cá nhân đều mang trên vai trọng trách nặng nề, nối tiếp hy vọng và những cuộc chiến của tổ tiên. Thông thường, người được chọn không hề hay biết về điều này, cho đến khi những lời tiên tri, những bậc thầy huyền bí, hay thậm chí những cổ vật thiêng liêng đánh thức họ. Giống như một gia tài được truyền lại, họ thừa hưởng những khả năng phi thường từ tổ tiên, những khả năng khiến họ khác biệt. Những khả năng này có thể ẩn mình cho đến khi gặp đúng thời cơ để bừng tỉnh. Tuy nhiên, cùng với sức mạnh phi thường là trách nhiệm to lớn, người được chọn không thể để dòng máu đặc biệt này bị mai một, họ phải tiếp nối di sản. Dù hành trình này là một cuộc phiêu lưu khám phá bản thân và trưởng thành, nó cũng có thể là một thử thách đầy gian nan đối với họ. 2. Bí ẩn sức mạnh người được chọn. Ẩn sâu trong mỗi người được chọn là một nguồn năng lượng phi thường, không phải siêu năng lực viễn tưởng, mà là khả năng nâng tầm những điều bình dị thành phi thường. Khả năng tiềm ẩn này thường say ngủ cho đến khi đối mặt với thử thách lớn lao, biến cố đau thương hay thảm họa. Sức mạnh ấy không chỉ là công cụ, mà còn định hình nên con người và số phận của họ, phản ánh những phẩm chất và cuộc đấu tranh nội tâm đầy gian truân. Làm chủ sức mạnh này là một hành trình đầy thử thách, đòi hỏi sự rèn luyện, hướng dẫn và cả những biến cố tâm lý sâu sắc. Đó là hành trình của lòng dũng cảm, sự tự nhận thức và ý chí kiên cường. Khi thành công, người được chọn có thể đạt đến những đỉnh cao mà người thường chỉ dám mơ ước. 3. Kẻ thù luôn rình rập. Người được chọn, dù thu hút những tâm hồn đồng điệu, cũng không tránh khỏi sự rình rập của bóng tối. Kẻ thù bị cuốn hút bởi ánh sáng của họ, như bướm đêm lao vào lửa, thử thách lòng dũng cảm và sức mạnh nội tâm. Chúng không ngừng tìm cách dập tắt ánh hào quang ấy, biến hành trình của người được chọn thành cuộc chiến không ngừng nghỉ. Kẻ thù không chỉ là con người, mà còn là những thử thách, những tư tưởng đối lập, những bóng ma trong tâm trí. Qua mỗi cuộc đối đầu, họ phải đối mặt với nỗi sợ hãi, nghi ngờ và những điểm yếu sâu thẳm nhất. Nhưng chính những trận chiến ấy tôi luyện nên bản lĩnh, mài dũa kỹ năng và định hình nên con người họ. Sự xuất hiện của người được chọn như một phản ứng dây chuyền, đánh thức những thế lực tiềm ẩn và thay đổi cán cân của vũ trụ. Kẻ thù, dù tàn nhẫn, lại là một phần không thể thiếu trong hành trình của họ, tạo nên cuộc chiến giữa thiện và ác, giữa ánh sáng và bóng tối. Không có kẻ thù, chiến thắng sẽ trở nên vô nghĩa. Người được chọn không chỉ chiến đấu vì bản thân, mà còn vì một thế giới tốt đẹp hơn. Ánh sáng của họ soi rọi bóng tối, mang đến hy vọng và sức mạnh cho những người xung quanh. Đó là sứ mệnh cao cả, là lý do họ được chọn. 4. Hành trình trưởng thành qua hy sinh. Trở thành người được chọn là một món quà đắt giá, đòi hỏi sự đánh đổi không ngừng. Khi số phận vẫy gọi, họ phải từ bỏ những gì quen thuộc, những ước mơ và tham vọng cá nhân, để bước vào thế giới của trách nhiệm và thử thách. Cuộc sống bình yên nhường chỗ cho một hành trình đầy gian nan, nơi hy sinh là điều không thể tránh khỏi. Đầu tiên, họ phải từ bỏ chính cuộc sống cũ của mình, chấp nhận cô đơn và xa cách những người thân yêu. Mỗi quyết định đều nặng trĩu, mỗi trận chiến đều để lại những vết sẹo không thể xóa nhòa. Thể xác và tinh thần đều bị thử thách đến giới hạn, nhưng họ không được phép gục ngã. Giữa những hy sinh ấy, họ tìm thấy sức mạnh từ những cổ vật huyền bí, mang trong mình lịch sử và sức mạnh của những thế hệ trước. Mỗi bảo vật là duy nhất, là biểu tượng của vận mệnh và di sản, trao cho họ sức mạnh và sự kết nối với quá khứ. Hành trình của người được chọn là hành trình của sự trưởng thành qua mất mát và thử thách. Họ không chỉ chiến đấu vì bản thân, mà còn vì một sứ mệnh cao cả hơn. Mỗi hy sinh là một bước tiến trên con đường trở thành anh hùng, là sự đánh đổi để khai phá tiềm năng phi thường và thay đổi thế giới. 5. Những điểm yếu thầm kín. Những điểm yếu của họ không phải vết thương hở, mà là những khe nứt tinh vi ẩn sâu bên trong, chỉ người được chọn mới có thể cảm nhận. Sự tồn tại của những lỗ hổng này phát họa nên bức tranh về cuộc chiến thầm lặng mà họ phải đối mặt,
về sự cân bằng mong manh giữa quyền năng vô song và những giới hạn của bản thân. Chính những điểm yếu này lại là phép thử khắc nghiệt nhất cho người được chọn. Chúng buộc họ đối diện với nỗi sợ hãi, với những giới hạn của chính mình, đẩy họ vào hành trình nội tâm đầy thử thách để rồi từ đó trỗi dậy mạnh mẽ hơn. Những cuộc đấu tranh thầm lặng ấy tô đậm thêm ý nghĩa cho hành trình của họ, chứng minh rằng chủ nghĩa anh hùng đích thực không nằm ở sức mạnh vô địch, mà ở khả năng đối diện và vượt qua những yếu đuối của bản thân. Những điểm yếu ấy cũng khiến người được chọn trở nên gần gũi hơn, thật hơn. Bất chấp số phận phi thường, họ vẫn phải đối mặt với những nghi ngờ, sợ hãi và thử thách như tất cả chúng ta. Sự đồng cảm này tạo nên sợi dây liên kết mạnh mẽ giữa họ và những người dõi theo, truyền cảm hứng để chúng ta cũng dũng cảm đối diện và vượt qua những điểm yếu của chính mình. Hơn thế nữa, những lỗ hổng này thường là mắt xích quan trọng trong câu chuyện, là những nút thắt tạo nên những bước ngoặt đầy kịch tính. Chúng có thể dẫn đến thất bại bất ngờ, buộc người được chọn phải tìm kiếm đồng minh hay giải pháp mới. Nhưng cũng chính trong những khoảnh khắc mong manh nhất ấy, chúng ta được chứng kiến lòng dũng cảm và sự khéo léo tỏa sáng khi họ tìm cách biến điểm yếu thành sức mạnh của mình. 6. Dấu ấn định mệnh. Những vết bớt mang tính biểu tượng, với hình dạng và thiết kế độc đáo, như những biểu tượng cổ xưa, rung hay hoa văn, kết nối người được chọn với một câu chuyện vũ trụ rộng lớn hơn. Chúng không chỉ là những vết bớt đơn thuần, mà là những thông điệp từ quá khứ, những lời thì thầm về một hành trình phi thường đang chờ đón. Khám phá ra một vết bớt mang tính biểu tượng là một bước ngoặt trong hành trình của nhiều anh hùng. Nó thường trùng với thời điểm họ nhận ra danh tính thực sự và sứ mệnh của mình. Một cá nhân có vẻ bình thường bỗng nhận ra vết bớt của họ giống hệt dấu ấn của một anh hùng trong lời tiên tri cổ xưa, báo hiệu họ được định sẵn để hoàn thành một vai trò to lớn. Khoảnh khắc giác ngộ này vừa ly kỳ vừa đáng sợ, đánh dấu sự kết thúc của cuộc sống bình thường và mở ra một cuộc sống đầy thử thách và trách nhiệm phi thường. Những vết bớt này không chỉ là biểu tượng của số phận, mà còn là nguồn sức mạnh tiềm ẩn. Chúng có thể cho phép người được chọn tiếp cận những khả năng siêu nhiên hoặc kiến thức cổ xưa, mở khóa những tiềm năng đang ngủ yên. Dấu ấn có thể phát sáng khi gặp nguy hiểm, dẫn đường đến các cổ vật thiêng liêng, hoặc kết nối họ bằng thần giao cách cảm với các đồng minh hoặc tổ tiên. Những hiện tượng này củng cố niềm tin rằng người được chọn là một phần của một thiết kế lớn, được dẫn dắt bởi các lực lượng vượt quá sự hiểu biết của họ. Những vết bớt mang tính biểu tượng cũng là lời nhắc nhở thường trực về sứ mệnh của người được chọn. Chúng mang theo sức nặng của kỳ vọng và áp lực phải sống theo một di sản huyền thoại. Gánh nặng này vừa là động lực vừa là thử thách, thúc đẩy người được chọn vươn lên trong khi cũng phải đối mặt với nỗi sợ thất bại. Vết bớt là biểu tượng của cả sức mạnh và sự tổn thương, gói gọn bản chất kép của hành trình phi thường mà họ phải đối mặt. 7. Giấc mơ tiên tri. Trong hành trình trở thành người được chọn, những giấc mơ và ảo ảnh như những ngọn hải đăng thần bí soi rọi con đường. Khi màn đêm buông xuống hoặc trong những khoảnh khắc tĩnh lặng, những hình ảnh biểu tượng sống động phá vỡ bức màn thực tại, để lại trong tâm trí những thông điệp khó hiểu và những lời tiên tri đầy ẩn ý. Những trải nghiệm này vừa sửng sốt vừa sâu sắc, như những mảnh ghép của một bức tranh lớn hơn, chứa đựng những sự thật tiềm ẩn và những thử thách đầy phức tạp. Giấc mơ tiên tri không chỉ là những hình ảnh thoáng qua, mà còn là những chìa khóa mở ra cánh cửa vận mệnh. Chúng dẫn dắt người được chọn vượt qua những mê cung thử thách, hé lộ bản chất của sứ mệnh thiêng liêng. Một giấc mơ có thể tiết lộ vị trí của một cổ vật đã mất, một ảo ảnh có thể chỉ ra danh tính của một đồng minh tương lai, thúc đẩy người anh hùng dấn thân vào cuộc hành trình phi thường. Cảm giác cấp bách và rõ ràng đi kèm với những trải nghiệm này như một lời thúc giục, đòi hỏi họ phải hành động dứt khoát và kiên định. Trong những giấc mơ và ảo ảnh, ranh giới giữa con người và thần thánh dường như tan biến. Những thông điệp từ các vị thần, tổ tiên hoặc các thế lực siêu nhiên như những lời thì thầm xuyên qua màn đêm, mang đến lời khuyên, sự an ủi hoặc những lời cảnh báo đầy nghiêm trọng. Khả năng giải mã những thông điệp này không chỉ đòi hỏi trực giác mà còn là sự thấu hiểu sâu sắc về bản thân và thế giới tâm linh. Đây là thử thách của đức tin và sự kiên định, là cơ hội để người được chọn kết nối với nội tâm và những cõi vô hình. Những giấc mơ và ảo ảnh, với bản chất thần bí của chúng, bao phủ hành trình của người được chọn trong một lớp sương mờ kỳ diệu. Chúng là cầu nối giữa thế giới hữu hình và vô hình, giữa thực tại và siêu nhiên. Thông qua những trải nghiệm này, người anh hùng có được kiến thức và sự thông thái vượt ra khỏi tầm với của cuộc sống thường nhật, biến cuộc hành trình của họ thành một bản anh hùng ca đầy ý nghĩa và chiều sâu.
8, cân bằng vũ trụ, bản giao hưởng của ánh sáng và bóng tối. Trong sự thi hùng tráng của vạn vật, sự cân bằng vũ trụ hiện lên như một bản nhạc nền đầy mê hoặc, dẫn dắt số phận của những người được chọn và cả chính vũ trụ. Đây là một vũ điệu vĩnh hằng giữa ánh sáng và bóng tối, trật tự và hỗn loạn, định hình nên thế giới và thử thách hành trình của người anh hùng. Cân bằng vũ trụ không chỉ là bối cảnh cho sứ mệnh của người được chọn, mà còn là cốt lõi của cuộc chiến tâm linh của họ. Nó đại diện cho chân lý sâu sắc, đối với mỗi sức mạnh thiện lành, luôn tồn tại một đối trọng đen tối. Sự hài hòa của vũ trụ phụ thuộc vào sự cân bằng mong manh giữa hai thái cực này. Người được chọn đứng giữa vòng xoáy của cuộc chiến vũ trụ, gánh vác trọng trách duy trì hoặc khôi phục sự cân bằng thiêng liêng ấy. Hành trình tìm kiếm sự cân bằng vũ trụ là một chuỗi thử thách cam go và những lựa chọn đạo đức đầy dây dứt. Người được chọn phải dấn thân vào một thế giới mà mỗi hành động đều để lại những gợn sóng sâu xa, không chỉ tác động đến thế giới xung quanh mà còn làm rung chuyển toàn bộ cấu trúc của thực tại. Chiến thắng hay thất bại của họ đều ảnh hưởng đến sự cân bằng vũ trụ, biến mỗi quyết định thành một bước ngoặt định mệnh. Sự cân bằng này thường được thể hiện qua những thế lực hoặc nhân vật đối lập. Người anh hùng phải đối đầu với một nhân vật phản diện hắc ám, kẻ tìm cách phá vỡ cân bằng và gieo rắc hỗn loạn. Người được chọn phải bảo vệ ánh sáng và trật tự, và cuộc chiến giữa hai thế lực này trở thành biểu tượng của một cuộc đấu tranh vĩ đại hơn, nhắc nhở chúng ta rằng cuộc chiến vì sự cân bằng không chỉ là những xung đột bên ngoài, mà còn là một hành trình trưởng thành nội tâm. Khái niệm về sự cân bằng vũ trụ còn cho thấy sự liên kết sâu sắc của vạn vật. Mỗi hành động, dù nhỏ bé, đều tạo ra những gợn sóng lan tỏa khắp vũ trụ. Hành trình của người được chọn không chỉ là một sứ mệnh cá nhân, mà còn là một mắt xích quan trọng trong một mạng lưới số phận rộng lớn. Thành công hay thất bại của họ đều vang vọng khắp không gian và thời gian, định hình nên lịch sử và trạng thái của vũ trụ. Hơn thế nữa, sự cân bằng vũ trụ cho thấy cả ánh sáng và bóng tối đều không tuyệt đối tốt hay xấu. Chúng là những mảnh ghép không thể thiếu của vũ trụ. Sự đối ngẫu này dạy cho người được chọn, và cả chúng ta, rằng sự hài hòa không đến từ việc loại bỏ một thế lực, mà từ việc cân bằng chúng. Thông qua sự thấu hiểu và chấp nhận sự cân bằng này, trí tuệ và sức mạnh đích thực mới được khai mở. 9. Vòng lặp vô tận, vũ điệu của thời gian và sự tiến hóa. Các chu kỳ vô tận, như một bản giao hưởng vũ trụ, tiết lộ nhịp điệu sâu thẳm của sự sống. Chúng gợi mở rằng những thử thách và gian nan mà người được chọn đối mặt chỉ là một phần của một mô hình vĩ đại hơn, vượt ra ngoài giới hạn của thời gian và không gian. Dù cuộc đời và trận chiến của mỗi cá nhân dường như độc nhất, chúng lại hòa quyện vào một nhịp điệu vũ trụ bất tận, vượt qua mọi giới hạn của thời gian. Mỗi chu kỳ mở ra một chương mới trong bản anh hùng ca muôn thuở, mang đến những xung đột, cơ hội và bài học quen thuộc nhưng luôn mới mẻ. Một thế hệ anh hùng mới lại đứng lên đối đầu với những kẻ thù xưa cũ, đồng thời khai phá những con đường mới. Hành trình của họ có thể lặp lại những thử thách của người đi trước, nhưng mỗi người được chọn đều phải đối mặt với những khó khăn phản ánh những xung đột của thời đại họ. Bản chất tuần hoàn này không chỉ là sự lặp lại đơn thuần, mà là cơ hội để trưởng thành và tiến hóa. Mỗi lần chu kỳ lặp lại, sự hiểu biết sâu sắc hơn và những thử thách lớn hơn lại xuất hiện, khi người anh hùng học hỏi từ quá khứ và kế thừa di sản của những người đi trước. Các chu kỳ vô tận còn làm nổi bật khái niệm về sự luân hồi và sự chuyển giao số phận qua các thế hệ. Người được chọn có thể thấy mình gắn kết với những anh hùng trong quá khứ thông qua những cổ vật thiêng liêng, những sứ mệnh chung hay những mối liên hệ gia đình. Những kết nối này nhấn mạnh tính liên tục của mục đích và ý nghĩa rằng cuộc chiến của họ là một phần của một kế hoạch vĩ đại hơn. Bằng cách chấp nhận vai trò của mình trong vòng lặp vô tận này, họ tôn vinh di sản của quá khứ và định hình tương lai cho những thế hệ tiếp nối. Hơn thế nữa, những chu kỳ này là lời nhắc nhở về sức sống mãnh liệt và khả năng thích nghi của vạn vật. Chúng dạy chúng ta rằng dù đối mặt với thử thách và thất bại, luôn có cơ hội để tái sinh và cứu rỗi. Mỗi chu kỳ, dù phản chiếu quá khứ, cũng mang theo hy vọng về sự thay đổi và chuyển hóa. Bản chất tuần hoàn này khuyến khích chúng ta nhìn nhận những cuộc đấu tranh và thành tựu của bản thân không phải là những sự kiện đơn lẻ, mà là một phần của một hành trình bất tận, không ngừng tiến về phía trước. Kết luận, bản giao hưởng của ánh sáng và bóng tối trong mỗi chúng ta, trở thành người được chọn không phải là một câu chuyện cổ tích đầy hoa hồng. Đằng sau ánh hào quang của người anh hùng là những thử thách cam go, những trận chiến không ngừng nghỉ, cả trên chiến trường bên ngoài lẫn trong sâu thẳm tâm hồn. Đó là một hành trình khám phá đầy gian nan, đòi hỏi sự hy sinh và lòng dũng cảm vượt bậc.
sự vĩ đại không bao giờ đến dễ dàng, và cái giá của nó thường rất đắt. Những người được chọn không chỉ đối mặt với những thế lực hắc ám bên ngoài, mà còn phải chiến đấu với những bóng tối, những nghi ngờ và nỗi sợ hãi trong chính họ. Họ phải vượt qua những giới hạn của bản thân, chấp nhận những mất mát và đau thương, để hoàn thành sứ mệnh cao cả. Đó là một hành trình cô độc và đầy thử thách, nhưng cũng là một cơ hội để họ khám phá sức mạnh tiềm ẩn và trở thành phiên bản tốt đẹp nhất của chính mình. Lần tới khi bạn nghe về một người được chọn, hãy nhớ rằng câu chuyện của họ không chỉ là những chiến thắng huy hoàng, mà còn là những mất mát, những thất bại và những khoảnh khắc tuyệt vọng. Đó là một bản giao hưởng của ánh sáng và bóng tối, đòi hỏi sự kiên cường và khả năng phục hồi phi thường. Nhưng chính trong những thử thách đó, họ tìm thấy ý nghĩa đích thực của cuộc sống và trở thành nguồn cảm hứng cho những người xung quanh. Và biết đâu, trong mỗi chúng ta cũng ẩn chứa một phần của người được chọn. Dù không phải ai cũng được định mệnh lựa chọn để gánh vác những sứ mệnh to lớn, nhưng mỗi chúng ta đều có khả năng vượt qua những giới hạn của bản thân, đối mặt với những thử thách và trở thành người hùng trong câu chuyện của chính mình, bằng cách chấp nhận những thăng trầm của cuộc sống, khám phá sức mạnh nội tâm và không ngừng nỗ lực vươn lên. Chúng ta có thể tạo nên những điều kỳ diệu và để lại dấu ấn của riêng mình trên thế giới này. Hãy nhớ rằng, hành trình trở thành người được chọn không chỉ là một câu chuyện về những anh hùng trong truyền thuyết, mà còn là một hành trình tâm linh đầy ý nghĩa mà mỗi chúng ta đều có thể trải nghiệm. Đó là hành trình khám phá bản thân, vượt qua những giới hạn và tìm kiếm ánh sáng trong bóng tối, để cuối cùng, chúng ta có thể tỏa sáng rực rỡ như những vì sao trên bầu trời đêm.